Bạn đang đến với kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Sau đây là bản tin quốc tế, cập nhật liên tục những tin tức thế giới nóng hổi nhất. Bầu cử Mỹ 2024, ông Donald Trump dẫn trước sít sao ở các bang chiến địa. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đang dẫn trước đối thủ Đảng Dân chủ, bà Kamala Harris ở cả 7 bang chiến địa nhưng với khoảng cách không đáng kể. Các bang chiến địa là những bang không có xu hướng nhất quán bỏ phiếu cho các ứng cử viên của một trong hai đảng, Cộng hòa hoặc Dân chủ, và thường là những bang có vai trò quyết định kết quả của cuộc bầu cử tổng thống. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, các bang thuộc nhóm này gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada. Theo phân tích các kết quả thăm dò mới nhất do chuyên trang khảo sát RealClearPolitics.com thực hiện, tính trung bình ở 7 bang này, 48,3% số người được hỏi sẵn sàng ủng hộ ông Trump, cao hơn một chút so với mức 47,5% cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. Cụ thể, ông Trump đang dẫn trước bà Harris 1,4% ở Arizona và 1,1% ở Georgia. Tại North Carolina, cựu Tổng thống Mỹ đang dẫn trước bà Harris 1%, tại Michigan là 0,9%, tại Nevada và Pennsylvania là 0,5%, và tại Wisconsin là 0,1%. Cuối tuần này, các ứng cử viên ráo riết thực hiện chiến dịch vận động tại bang Michigan. Đây được đánh giá là bang có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất khi các kết quả thăm dò chỉ ra hai ứng cử viên đang bám đuổi sát sao về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Ông Trump tranh thủ vận động sự ủng hộ từ nhóm cử tri người Mỹ gốc Ả Rập ở Michigan khi nhóm này bất đồng với chính sách của Đảng Dân Chủ cầm quyền liên quan đến cuộc chiến ở Gaza hiện nay. Với nhóm cử tri này, ông Trump khẳng định mong muốn hòa bình ở Trung Đông và sự lãnh đạo ở Washington góp phần đạt được mục tiêu này. Trong khi đó, bà Harris cũng chào đón các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập đến sự kiện vận động của mình với những phát biểu hướng sự chú ý tới triển vọng hòa bình tại Trung Đông. Sau khi có thông tin, thủ lĩnh của lực lượng Hamas Yahya Sinwar thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Bang Trung Tây này có khoảng 8,4 triệu cử tri và sẽ mang về cho người chiến thắng 15 phiếu đại cử tri trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng chung cuộc. Đây có thể là một con số quyết định. Ông Trump từng giành chiến thắng tại Michigan với 11.000 phiếu bầu vào năm 2016. Năm 2020, cũng tại bang này, ông bị đối thủ từ Đảng Dân Chủ là đương kim Tổng thống Joe Biden đánh bại với 155.000 phiếu bầu. Theo cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos, trên toàn quốc, lợi thế dẫn trước của bà Harris đã thu hẹp từ mức khoảng 7% vào cuối tháng 9 xuống còn khoảng 3%. Thưa quý vị, liên quan đến bầu cử Mỹ, các kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ứng cử viên Phó Tổng thống Harris vẫn đang dẫn trước với lợi thế sít sao. Tuy nhiên, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Trump đang có những bước tiến tích cực, cạnh tranh quyết liệt trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra bầu cử chính thức. Cho đến thời điểm hiện nay, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa bà Harris và ông Trump diễn ra khá cân bằng và đầy kịch tính. Trong các cuộc thăm dò mới nhất, đương kim Phó Tổng thống Harris vẫn đang dẫn trước đối thủ của mình, nhưng khoảng cách đang có xu hướng ngày càng thu hẹp lại. Theo kết quả thăm dò công bố hôm qua của Economist phối hợp với YouGov thực hiện, bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách 4%, có 51% số người ủng hộ so với 47% ủng hộ ông Trump. Trong khi đó, khoảng 2% số cử tri đã đăng ký cho biết họ chưa quyết định bầu cho ai. Đối với nhóm cử tri độc lập, có 46% ủng hộ bà Harris, 42% ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, số người chưa quyết định lên đến 12%. Trong các cuộc thăm dò của Morning Consult, ABC, Epoch, CNN, bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách từ 2 đến 4%. Tuy nhiên, động lực chiến thắng của bà Harris dường như đang giảm sút khi tỷ lệ ủng hộ đang có xu hướng giảm dần so với các cuộc thăm dò trước đây. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump dường như đang dần ổn định và có các bước tiến đáng ghi nhận. Trong cuộc thăm dò của Fox News, công bố hôm qua, ông Trump đã lấy lại vị trí dẫn trước bà Harris sau khi để thua trong các cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 9. Ngoài ra, ông Trump cũng đón nhận các tín hiệu tích cực khi tỷ lệ ủng hộ đối với bà Harris đang có xu hướng giảm dần và ở mức thấp nhất so với các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trước đây trong nhóm cử tri, ví dụ như người gốc Latin vốn được xem là căn cứ vững chắc của đảng này. Dự kiến,
cuộc bầu cử sẽ được quyết định tại khoảng 7 bang chiến trường, thậm chí là hẹp hơn, chỉ khoảng 2 đến 3 bang, có thể là Wisconsin và Pennsylvania. Giới chuyên gia chính trị tại Mỹ cũng nhận định cuộc bầu cử năm nay được xem là cạnh tranh nhất khi đa số dự báo trong suốt chiến dịch tranh cử vẫn ở mức 50-50. Trước đó, tờ The Hill dẫn số liệu khảo sát được Đại học tự thuộc Quinnipiac công bố hôm 16 tháng 10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ từ cử tri bang Georgia dành cho ông Donald Trump đang là 52%. Con số này ở ứng viên Dân Chủ Kamala Harris chỉ đạt 45%. Cũng theo khảo sát trên, ông Trump nắm sự ủng hộ nhiều hơn bà Harris 7% ở mảng cử tri độc lập, với tỷ lệ lần lượt là 49% so với 42%. Có 4% cử tri độc lập chưa quyết định bầu cho ai. Đối với các ứng viên là Stein và Oliver, mỗi người giành 2% tỷ lệ ủng hộ. Khi được hỏi liệu ai sẽ làm tốt hơn trong việc xử lý các vấn đề kinh tế, có 55% cử tri bang Georgia tham gia khảo sát nói rằng ông Trump làm tốt hơn, trong khi tỷ lệ này ở bà Harris là 43%. Với vấn đề nhập cư, 57% cử tri được hỏi nói ông Trump sẽ xử lý ổn thỏa hơn, trong khi có 41% cử tri lại ủng hộ bà Harris. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay, cựu Tổng thống Donald Trump đang thực hiện một chiến lược đặc biệt nhằm thu hút cử tri nam trẻ tuổi. Theo BBC, thay vì tận dụng các kênh truyền thông chính thống, ông Trump đã chọn cách xuất hiện trên một loạt podcast và phương tiện truyền thông thay thế có lượng khán giả chủ yếu là đàn ông ở độ tuổi thanh niên. Chiến dịch tranh cử của ông Trump từng xác định một nhóm cử tri chủ chốt chiếm hơn 10% tổng số cử tri ở các tiểu bang dao động. Nhóm này chủ yếu gồm nam giới trẻ tuổi da trắng, nhưng cũng có một tỷ lệ đáng kể người Mỹ gốc Latin và gốc Á. Chiến lược tiếp cận qua những podcast và phương tiện truyền thông phi chính thống được lập ra để thu hút chính xác nhóm cử tri trên. Cụ thể, ông Trump tham gia các cuộc phỏng vấn với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, diễn viên hài và những người dẫn chương trình phát thanh. Một số cái tên nổi bật trong danh sách này gồm diễn viên hài Trevor, nhóm Nail Boys, YouTuber Logan Paul và streamer Aaron Ross. Dù những cái tên kể trên có thể xa lạ với giới truyền thông dòng chính, nhưng họ có lượng người theo dõi lên đến hàng triệu trên các nền tảng trực tuyến. Chẳng hạn, tính riêng trên YouTube, video cuộc phỏng vấn cựu Tổng thống Trump đến nay đã thu hút gần 14 triệu lượt xem. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy có sự chênh lệch đáng kể về giới tính giữa các cử tri trẻ về quan điểm chính trị. Theo cơ quan thăm dò giới trẻ của Đại học Harvard, Mỹ, trong khi 70% phụ nữ dưới 30 tuổi ủng hộ đối thủ của ông Trump là Phó Tổng thống Kamala Harris, chỉ có 53% nam giới trong cùng nhóm tuổi ủng hộ bà. Ngược lại, có 36% nam giới trẻ ủng hộ ông Trump, so với chỉ có 23% ở nữ giới trẻ. Daniel Koch, Giám đốc Trung tâm Khảo sát về Đời sống Mỹ cho rằng, khoảng cách giới tính phản ánh một sự chia rẽ lớn hơn trong xã hội nước này, khi nhiều thanh niên cảm thấy bị các chính trị gia bỏ rơi. Ngày càng nhiều đàn ông trẻ cố gắng hiểu được vai trò của họ trong xã hội. Họ phải phấn đấu nhiều hơn về bằng cấp, gặp nhiều trở ngại hơn về sức khỏe tâm thần và thậm chí có sự gia tăng tỷ lệ tự tử, ông Koch cho hay. Đây là những mối lo rất thực tế, song có cảm giác rằng chưa một chính trị gia nào quan tâm đến chúng. Chính vì vậy, chiến lược mới của ông Trump hướng tới mục đích tạo ra một hình ảnh chính trị gia thân thiện và gần gũi hơn đối với tầng lớp cử tri này. Các cuộc phỏng vấn và podcast chính là dịp cựu Tổng thống 78 tuổi thể hiện tầm hiểu biết về những vấn đề phổ biến trong giới trẻ như thể thao và giải trí, thay vì bộc lộ những quan điểm chính trị gây tranh cãi. Nhiều người trẻ không muốn tìm hiểu những thông tin khô khan, ông Koch lưu ý thêm. Mối quan tâm hàng đầu của họ chỉ có thể là tiền điện tử hoặc trò chơi điện tử. Chính trị là thứ được quan tâm sau cùng và chúng chỉ được tiếp nhận qua cửa phụ, tức là các phương tiện truyền thông phi chính thống, thay vì cửa chính, các phương tiện thông tin dòng chính. Chiến lược mới của cựu Tổng thống Trump có vẻ hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của cử tri trẻ là nam giới, nhất là so với cách tiếp cận tương tự từ Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris, đối thủ chính của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà Harris và Phó tướng Tim Walz thời gian qua cũng có nhiều nỗ lực trong việc thu hút sự ủng hộ từ cử tri nam, từ việc lồng ghép một số vấn đề gây hứng thú cho phái mạnh như súng đạn, thể thao, trò chơi điện tử, đến trực tiếp tham dự các trận đấu bóng bầu dục hoặc một số buổi đi săn ngoài trời. Tuy nhiên, sự ủng hộ của nam giới dành cho bà Harris vẫn dưới ông Trump một khoảng cách khá xa. Theo thăm dò mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Pew, Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ chỉ nhận được khoảng 43% tỷ lệ ủng hộ của cử tri nam so với 51% dành cho cựu Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Dù vậy, cách tiếp cận mới mẻ của ông Trump không phải không có thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất
là làm thế nào để chuyển sự quan tâm này thành phiếu bầu thực sự. Một số chuyên gia đặt câu hỏi liệu ông Trump có thể mở rộng số người bỏ phiếu cho mình trong các thành phần cử tri nam giới, từ lâu được xem là lực lượng ủng hộ nòng cốt của cựu Tổng thống Mỹ hay không. Theo giáo sư truyền thông Jack Bratis từ Đại học Rutgers, Mỹ, lực lượng nam giới trẻ hoạt động tích cực trên không gian mạng từng đóng góp rất nhiệt thành cho chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Đó là thời điểm bùng nổ trào lưu chế hình meme về chính trị cùng các diễn đàn thảo luận chính trị xã hội. Nhưng tình hình đã rất khác sau 8 năm, khi hiện tại chưa có phong trào chính trị trực tuyến nào của các nam thanh niên cánh hữu đủ lớn để tác động mạnh mẽ đến kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. Tuy nhiên, giáo sư Pratis cho rằng, chiến lược của Trump thành công hay thất bại phụ thuộc vào sự xuất hiện của lượng đàn ông trẻ ít quan tâm đến chính trị tại các điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Và giống như nhiều hoạt động khác trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, kịch bản đến từ các cử tri trẻ tuổi này bao giờ cũng chứa đựng những yếu tố bất ngờ.